Xin chào tất cả các bạn, chào mừng mọi người quay trở lại với channel YouTube về Fitness và Lifestyle của Xin Phạm. Cuối cùng thì chúng ta cũng có thể tham gia các hoạt động thể dục thể thao ở ngoài trời. Thế nên tranh thủ hôm nay trời mùa thu ở Hà Nội đang rất là đẹp, mình sẽ dẫn mọi người ra ngoài công viên để tập. Chúng ta sẽ có một buổi tập calisthenics rất cơ bản dành cho các bạn mới bắt đầu tập, để mọi người có thể hình dung được cách mình sẽ bắt đầu tập như thế nào. Ok, ở nhà quá lâu rồi, thế nên hôm nay mình có rủ anh Hùng ra ngoài tập trung cho nó vui. Anh em ở nhà lâu quá rồi đúng không anh? Mấy tháng không gặp nhau. Mấy tháng không gặp và suýt quên nhau rồi. Ở nhà khỏe không anh? Anh cũng vẫn tập bình thường không? Bình thường thì vẫn có tập, nhưng mà nói chung là khá là chán, bởi vì không gian rất là hẹp và cũng ít dụng cụ nữa, thành ra là tập một mình buồn lắm. Nó không hứng khởi đúng không anh? Hôm nay thì em muốn anh em mình có một buổi tập thật là cơ bản thôi. Tại vì có rất nhiều người nghĩ là bắt đầu tập calisthenics là một phát nhảy vào luôn, là tập front lever, tập planche, rồi là muscle up ấy, bay nhảy trên xà, nhưng mà thực tế thì không phải như vậy đúng không anh? Những kỹ năng đấy thì thực ra là rất là thu hút, nhưng mà sẽ mất ít nhất khoảng tầm 1 năm, 2 năm, 3 năm trở ra thì mới có thể hoàn thiện những kỹ năng đấy. Nên là thành ra là người mới bắt đầu tập thì vẫn phải cứ tập những bài tập cơ bản nhất như kéo xà hay là chống đẩy, để chúng ta có thể tập luyện dần, phát triển được sức mạnh và cơ bắp. Và thậm chí đối với những người mà master đã làm chủ được những cái động tác đấy rồi như anh chẳng hạn, làm được hết cả planche, front lever, thậm chí là handstand push up rồi, vẫn phải quay lại tập những cái bài cơ bản rất là nhiều đúng không anh? Đúng rồi, thì mình vẫn phải tập những bài đấy để phát triển sức bền cho cơ bắp, và mình tập luyện hàng ngày để duy trì nữa, chứ không phải lúc nào mình cũng tập các bài tập rất nặng được. Đúng rồi. Và nó cũng sẽ giúp cho những cái bài tập cao cấp kia, những cái kỹ thuật khó kia được hoàn thiện hơn nữa đúng không anh? Đúng vậy. Chuẩn. Thế là chúng ta dù là ai đi chăng nữa, dù là beginner hay là những người đã có trình độ rất là master như anh Hùng rồi, vẫn phải quay lại tập, dành rất nhiều thời gian cho những bài tập cơ bản. Vậy thì hôm nay để các bạn mới tập có thể hình dung được một buổi tập calisthenics như thế nào, một buổi tập cơ bản như thế nào, thì em có chuẩn bị một vài bài tập rất là cơ bản thôi để anh em mình tập với nhau. Đầu tiên mình sẽ tập kéo xà. Ba tư thế, rộng, ngang, hẹp, mỗi cái 8 rep. Okay. Tiếp theo là dip 20 rep. Rồi L-sit chin up. Bài thứ tư sẽ là push up regular to diamond. Đấy. Okay. Và bài thứ năm sẽ là pistol squat. Bài thứ sáu cuối cùng mình sẽ kết thúc cả jump squat, thế là full body luôn, một buổi tập calisthenics. Và mình sẽ lặp lại như vậy 3 lần. Ok, hoàn thiện đấy. Hoàn thiện đúng không anh? Toàn các bài dễ đúng không anh? Bài cơ bản level 3 trở xuống. Ok, vậy thì dễ thì tập luôn nha anh. Ok. Ok, let's go. Ok, bây giờ vòng đầu tiên thì mình kéo xà chưa nhá. Ba tư thế rộng ngang hẹp, mỗi cái 8 rep. 8 rep. Tổng cộng là 24. Đúng rồi, anh vào chưa nhá? Vào trước đi, dẫn đi. Anh nhớ bài tập đầu. Ok. Hai, ba, cao đấy. Bốn, cẩn thận hồng xa, đập ngược từ kia. Móp hết xả rồi, ngược cái to. Tám. Ngang này. Kiểu lâu rồi không có ai chạm ngược cái sao ấy. Ok. Hẹp. Tám hẹp. Một. Hai, ba, lên, khỏe đấy, bốn, năm, mấy tháng dịch không tập khỏe thế, đúng chưa có người yêu khác, tẩy vẫn khỏe lắm. Tám, đứng lên ngủ. Rộng ngang hẹp nào, một, hai, ba, bốn, năm, sáu, 7, 8, ây, gắt, 1, 2, 3, 4, 5, 6, easy, 7, 8, ôi dồi, hôm nay chuẩn bị kính dâm bắt gặp anh em, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tám. Ok, giờ sang 20 cái dip nha anh. 20 dip à? Ok. 20 dip. Bài 2. Đây nào. 20 dip à? 20 dip. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Càng thế. Vào anh, đơn giản. Đip mạnh này chết hết virus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
5, 6, easy, 8, 9, quá dễ. Thôi, giờ sang 10 cái chin up. 10 chin up, L-sit chin up à? L-sit chin up. Ok, quay lại 10 cái chin up. L-sit chin up. 10 rep. 1, 2, 3, 4, 5, 6, bật lên, 7, 8, tiếp nào, 9, cái nữa, cái nữa, cái nữa, 10, tốt, cẳng quá. Cứng hết cả tay, vừa kéo vừa đẩy. Easy, 1, 2, rồi đấy, bóp tay trước, hùng to thế, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, cái cuối, 10. Ui, dạy anh Hùng khỏe phết nhở, hay là em yếu đi. Bây giờ mình sẽ chuyển sang bài thứ 3. Bài 3. Bài thứ 4. À, thứ 4. Bài thứ 4 là regular 2 diamond push up. Thực ra mình có thể chống đẩy 10 cái rộng trước, xong 10 cái hẹp sau. Ok. Đổi liên tục, tùy anh. Em đã vào trước đúng không? Vào trước còn gì nữa. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Úi dồi ôi. Easy. Kiểu này mực một nắng này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hẹn nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sợ ok, ơi. Quá đơn giản. Hôm nay trời đẹp, tập sướng đúng không anh? Nắng vãi. Nắng ấy, nhưng mà nắng này nó không khó chịu, nắng này trời trong xanh, sướng. Sướng. Ok, bây giờ xong phần thân trên rồi, mình sẽ chuyển sang bài tiếp theo là hai bài cho chân. Bài piston quads này bây giờ anh em mình tập cùng nhau luôn nha. Okay. Mỗi chân 10 rep. Chân trái chưa? Chân trái trước nha. Ok, 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, chơi cửa lại. 1, 2, 2, 3, 3. 6, 7, 7, 8, 9, 9, 10. Ủa, cắn hết đuổi. Bây giờ bài tiếp theo, cuối cùng mình sẽ chuyển sang 15 cái jump squat. Jump squat. Nghĩa là kết thúc một vòng, xong còn 2 vòng nữa thôi. Ok. Đơn giản mà. 2 vòng nữa thôi. 2 vòng xong nữa rồi. Ok. Bắt đầu luôn nhỉ? Ừ. 1, 2. Năm người nữa. Ok, hết một vòng. Ok, giờ vào hiệp 2 chúng ta sẽ quay trở lại với kéo xa tiếp. Nhưng mà bây giờ em không đi từ rộng ra hẹp nữa, em đi từ hẹp ngang rộng. Hẹp ra rộng. Đổi hẹp, tí hẹp, hẹp ra rộng dễ hơn tí đấy. Thế ạ. Ok, nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Bài này mà dễ hơn của cách nào không anh nhỉ? Cho các bạn mới bắt đầu tập đấy. Mới bắt đầu tập thì có thể Australian pull up hay còn gọi là incline pull up ấy. Hoặc là nằm ngang ra kéo row. Nó đều vào show với cả cơ thang. Thực tế thì với người mới thì khi mà kéo pull up cũng sẽ khó cái việc là kéo hai bả vai vào với nhau ấy. Do cơ thang yếu, thế ra là người mới phải tập nhiều hơn cái bài row kéo ngang, nằm ngang và kéo để cho phát triển cơ thang. Thế là lấy tí xà càng thấp càng tốt đúng không anh? Tập 80 phân. Ôi, ngang à? 3, 1, 2, cố lên. 3, nữa nào? 5 người nữa, 5 rep nữa. Cố lên.
ông trời đang chứng kiến đấy. Cố lên. 4. Đuổi. Cố lên. Tính ra thế này là một set 24 cái ấy. 24 cái. Nào, cố lên nào. 6. 2 cái nữa. Cái nữa, 2 cái rộng nữa. Nếu 2 cái rộng này, cảm tưởng ROM nó ngắn hơn nhưng lại khó kéo hơn. Tại nó xô nhiều hơn, cái kia thì lợi được cái tay trước, cho vào hẹp. Lên. Một cái nữa. Lên. Rồi. Anh Hùng à. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Form rất là đẹp. Đuổi lắm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đây, form vẫn ok ạ. 1, 2, 3. Mỏi. 4, 5, 6. Tốt anh ơi. Hay nữa. Đấy. Đây. Đây. Mấy cái cuối thôi. Đoạn đầu em thấy form anh đẹp hơn em ấy. Em nghĩ thế. Anh thấy ổn không? Nói chung là vẫn giữ được sức so với cái thời điểm mà trước dịch. Trước dịch à? Ok, rồi quay lại với cả deep. 20 deep. Đấy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Deep level 3. 10. Nếu anh em mà deep yếu thì thôi cứ tập vào push up. Mà diamond push up level 2. Hết diamond push up level 2 được thì bắt đầu sẽ sang deep level 3 được. 10. Ok. Hoặc là các bạn cũng thể bắt đầu với cả bandit. Công viên nào của ghế mà đúng không? Tập bắt đi sau. Bắt đi sau, rất giống cái này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rồi nữa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, sang tiếp tục. L-sit-chin. Em mỏi lắm rồi đấy. Mặt trời đã xuống núi rồi. 2 3 4 5 6 7 8. Ngồi lên. Bài tập L-sit chin up này tốt cho show cực kỳ luôn đấy. Anh em nào muốn tập cho show dưới nó dài rộng ra là L-sit chin up. Rất cả kho cùng lúc luôn. Bổ trợ cho front level luôn. Nếu các bạn chưa giữ được full L-sit thì có thể giữ đến đầu gối thôi, vuông góc như này cũng được. Hoặc là chắc L-sit, giữ được gối sát vào ngực. 4 5 6 7 8 Tốt anh ơi. 9 10. Ok. Anh phần cơ nó hơi to thành ra là khi mà để tay này xuống thì nó hơi bị cức cái phần vai. Xô á? Nó bị xoay cái tay này, nó căng cái phần này ra. Okay. Do cơ này nó to quá. Do to quá à? To quá đâm ra khó tập. Thế các bạn đừng tập to quá như Hùng nhá. Tập nhỏ nhỏ thôi. Bây giờ mình chúng sẽ xuống đây. Ừ, ok. Ok, lại em vào chưa? Ừ. Anh Hùng điểm em nhá. Nào, bắt đầu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Rồi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ok. Pistol squat. Pistol squat.
một chân căng đấy. Một chân là căng. Anh em nào mà chân lại còn kiểu bị căng đùi sau nữa là khó tập bài này. Khó thăng bằng đúng không anh? Ok. Chân trái chưa? Trái chưa. Ok. 1, 2. Trở lại. Tưởng không mỏi mà mỏi không tưởng. Thành à, mồ hồ cuối cùng nữa. Ok, hiệp ba anh ơi. Hiệp ba hiệp cuối đi, cố lên nào. Nãy là rộng ngang hẹp, hẹp ngang rộng rồi. Bây giờ em sẽ ngang rộng hẹp. Ngang okay. Rộng hẹp. Thỉnh thoảng đào đảo một tí đi cho nó khác bỏ các bạn ạ. Nhưng mà vẫn là 24 phải không? Vẫn 24. 1 2 3 2 set vừa nãy mới là khởi động thôi. Bây giờ set này vào cầu. Gió mát thế, mùa thu Hà Nội. Mát ghê. Rộng à? Tiếc là chưa có người yêu. Ngồi lên. Hẹp. Uầy, em cảm tưởng 8 cái hẹp này mới là 8 cái khó à. Khó gì. Nhanh lên tí ăn lẩu. Thôi lẩu ở nhà chờ sẵn rồi. Uầy, mùa thu trời mát ăn lẩu đúng không? Ăn xong rồi làm đôi cân thịt bò nữa được đúng rồi. Chuẩn bị thi Mr. Olympia luôn. Một cái nữa. Kiểu bình thường không tập ăn một cân, tập ăn hai cân. Đấy. Hai. Nữa nào. Hai cuối. Hai cái nữa. Đây. Cái lên, kéo đi. Ui. Mọi người ở trên chung cư nhìn xuống này cổ vũ này, đồng thế. Rồi. Đây nào, hai cái nữa. Mọi người đang cổ vũ à, đồng cũng kia mà. Thế nữa. Ôi. À. Đấy. À, cho anh Hùng kéo nào. Xin kéo mọi người cổ vũ đông hết, mình kéo mọi người đóng cửa sổ hết rồi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Năm, sáu, bảy, cái nữa, 8. Em à? Ôi, hôm nay chấp anh Hùng cái kính dâm. Thôi chấp. Anh đeo kính dâm nặng thêm vài cân chấp gì. Ai chấp à? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ôi giời. Đấy. 8. Ui. Cũng hơi thấm đúng không anh? Thấm. Cũng thấm đúng không? Ok, bây giờ chuyển sang tiếp. Set 2 mình deep à? Thứ 3. Deep. Thôi, phát một chung deep.
khát này tí làm tầm đôi ba lít bia hơi, mặt lạnh rồi. Con gì bằng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Trời ơi, cẳng ấy. Sâu tí nữa anh. 5, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, kinh. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ôi anh Hùng vẫn nhiều sức lắm, cho phải tập thêm 3-4 vòng nữa. Nào bây giờ Chin. Mệt quá. 1 2 3 4 5 Cố lên. 6 7 Đấy là 3 cái nữa. 8 9 Đấy là 10. Em bị rút cả chân cả tay luôn. Lúc nãy đang kéo anh lại tưởng phải có em nào ngồi lên chân đùi nữa thì cần được. Lúc nãy squat giờ căng cả đùi trước luôn. Mời kèm của anh ơi. 1 2 3 4 5. Chậm chắc. 6 7. Ui tay trước to đấy. 8 9. Ây da. Ê, khó đấy, giờ ra front luôn là khó đấy. Tiếp tục sẽ là chú ơi, 20 rep. Vào luôn nhá. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ok. Em thay đổi một tí cho nó explosive. Okay. Explosive nè. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8. Úi giời. Easy. Bây giờ anh em mình tập với nhau chân. Hai phát chân nữa là xong. Lại chân trái anh nhá. Chân trái nào, bắt đầu. 1 3 Cố lên. 4 5 6 Em có một cái. Cố lên. Chân trái đúng hơn chân phải. Anh em nào mà kiểu đùi sau căng là sẽ dễ bị chuột rút chân trước, đùi trước lắm. Wow. Đấy. À, ra squat. Làm nữa. Anh ghi nhá. Mình đang bị trong squat. 1, 2. Vậy là mình đã kết thúc 3 vòng. Ok, và vừa rồi là một buổi calisthenics toàn thân rất là basic. Hy vọng mọi người đã xem được đến đây rồi thì cũng theo hết được tất cả các bài tập nhá. Lâu lắm rồi không được ra ngoài trời tập, anh thế nào anh? Đã không? Đã. Đã không? Oải, mệt. Cơ bản nhưng mà mệt đấy. Trời thu có vẻ như là mát mẻ nhưng lại hơi nóng một tí nhờ. Thôi rồi, hôm nay thì
vẫn chưa đi cà phê được với nhau, vẫn đang giãn cách, thì hôm nào anh em mình lên phố cà phê nhờ. Và nếu mọi người thích video ngày hôm nay thì hãy comment thật nhiều xuống phía dưới và đừng quên like cũng như subscribe để tiếp tục luyện tập cùng Si Phạm.